vùng da nách hay còn gọi là da dưới cánh tay nếu trở nên thâm xì và thô sần sẽ làm mất tự tin của chị em, đặc biệt là khi mặc áo sát nách. Hơn nữa, da vùng nách cũng là vị trí tạo sự gợi cảm và quyến rũ của phụ nữ, nếu bị thâm xỉn sẽ mất điểm rất nhiều. Để lấy lại tự tin, vẻ đẹp và sự quyến rũ, hiện nay, thị trường đang tung ra sản phẩm trị thâm nách Quinix Thái Lan, khiến chị em tự tin hơn. Hãy cùng shop tìm hiểu về dòng sản phẩm đang làm mưa làm gió này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Có nhiều cách để vùng da dưới cánh tay của bạn trở nên trắng sáng và mềm mại hơn bằng việc sử dụng nguyên liệu làm đẹp trong bếp như chanh. Bạn có thể dùng chanh thoa trực tiếp lên nách hoặc trộn nước cốt chanh với than hoạt tính theo tỷ lệ 1:2, sau đó bôi lên da nách, đến khi khô thì rửa lại. Bạn cũng có thể ép nước ép dưa chuột trộn với nước chanh rồi thoa đều lên da, giúp da trắng và mịn màng hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể pha nước cốt chanh với baking soda để bôi lên da trị thâm. Cách làm trắng nách khác là dùng dầu dừa. Bạn hãy vệ sinh sạch vùng da nách và lau khô. Sau đó thoa đều dầu dừa nguyên chất lên vùng da này, để qua đêm rồi rửa lại với nước ấm. Bạn cũng có thể làm trắng nách bằng oxy già. Oxy già là một hóa chất thường dùng để sát khuẩn, diệt khuẩn trong y tế. Ngoài ra, nếu sử dụng đúng cách, oxy già cũng có thể giúp bạn khử mùi hôi nách, giảm thâm và se khít lỗ chân lông trên da hiệu quả. Tuy nhiên, những cách làm trắng da này chủ yếu là tự nhiên và thủ công. Bạn phải chuẩn bị nguyên liệu công phu và rất mất công trong việc chuẩn bị. Hơn nữa hiệu quả làm trắng cũng không cao và không nhanh hiệu quả bằng cách sử dụng một số loại kem làm trắng da. Nếu bạn cần làm nách trắng nhanh thì nên dùng những loại kem chuyên dụng, đã được kiểm chứng và có nhiều chị em tin dùng. Ngoài việc sử dụng những phương pháp tự nhiên để trị thâm, chị em cũng có thể sử dụng kem trị thâm nách Quinix, là sản phẩm rất hiệu quả để làm trắng nách, tẩy thâm đen và loại bỏ các đường màu đen ở làn da dưới cánh tay, làm giảm mùi cơ thể đồng thời mang lại hiệu quả trắng và làm đều màu da. Ngoài ra sản phẩm có thể dùng để sử dụng trên các vùng da khác bị thâm đen, xám, cháy nắng như vùng bikini, mông, đầu gối. Ngoài ra, kem trị thâm nách Quinix có chất kem được cô đặc với vỏ cây từ cam thảo. Vitamin B3 giúp liên kết các tế bào, lưu giữ độ ẩm cho da, cải thiện lão hóa, giảm thiểu các vấn đề về tăng sắc tố giúp bề mặt da căng bóng. Và vitamin C có vai trò chống oxy hóa, tổng hợp collagen, ngăn ngừa và điều trị các tác hại của tia UV trên da. Đây được xem là một trong những sản phẩm trị thâm và hiệu quả nhất mà chị em cũng nên sắm về cho mình nhé. Nhưng mà nhớ mua đúng hàng chính hãng để không bị tiền mất tật mang nhé. Kem trị thâm nách Quinix hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị thâm nách Quinix hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.